Đó, thế thì chị Lan đã sinh được mấy cháu rồi nhỉ? Dạ một ạ. À, sinh được một cháu rồi hả? Đó, cả nhà thấy rằng là rất là vất vả cho phụ nữ ha. À, sau khi mà thực hiện thiên chức làm mẹ xong thì cả nhà thấy là vòng bụng của phụ nữ là rất là dễ tồn tại mở thừa nè. Thế thì cái bụng của mình mà nó hơi to như vậy á, thì chị đã thử làm cách nào khác để mà giảm mỡ bụng chưa? Ví dụ như là tập thể dục thể thao hay là gì đó chưa? Dạ, em có đi tiêm tan mỡ một lần. À, tiêm tinh chất một lần đúng không? À, rồi nhưng mà chị tiêm cái đó chị thấy nó có xuống không? Nó to lên thêm. À, nó to lên thêm hả? Dạ. Dạ, rồi. Thế thì vì sao mà chị biết được bệnh viện thẩm mỹ Răng Hô? Dạ, em theo dõi Facebook đó. Em xem thường xuyên. À, xem thường xuyên luôn đúng không? À, như vậy thì chị cảm thấy là bác sĩ làm cái phương pháp này, chị cảm thấy là chị thích ở cái điểm nào mà chị quyết định chọn? Dạ. Em thấy nó đào thải mỡ ra tận mắt mình nhìn thấy rồi. À, có nghĩa là thấy là đào thải mỡ ra trực tiếp nè. Cái thứ hai là thấy không đau này đúng không? Và cái thứ ba là khi mà bác sĩ làm mình có thể trực tiếp thấy đúng không? Đó, thì ngày hôm nay chị đến chị thực hiện thì chị cảm thấy là nó giống được bao nhiêu phần trăm như quảng cáo nè? Nó giống 100% giống 100% luôn đúng không? Đó, rồi đó, cả nhà có thể thấy là không biết là với cái tình trạng bụng này nó có gây trở ngại gì cho mình trong sinh hoạt không chị? Nói chung thì mình mặc đồ nó không được đẹp, nó khó chịu. Ừ, nó ảnh hưởng đến sự tự tin của mình hay đúng không? À, còn việc đi đứng của mình nó có bị nặng nề hay là như thế nào không? Dạ, chỉ có mặc đồ nó khó chịu. Mặc đồ nó không, gọi là nó không có được thẩm mỹ thôi đúng không? Ừ. Đó, thế thì cả nhà thấy rằng là với một cái dáng bụng như thế này thì nó sẽ gây không ít nhiều gì đó cái sự tự ti cho chị em rất là nhiều nha cả nhà. Đó, thì từ nãy tới bây giờ khi mà đến bệnh viện thẩm mỹ Răng Hô thì các bác sĩ đã hóa lỏng cho mình, mở cho mình xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn một bước đó là bác sĩ sẽ tiểu phẫu để mà đưa lượng mỡ ra. Thì rất là nhanh thôi, đây nè, bây giờ chị nhìn qua bên đây. Đây, đó, chị thấy cảnh này quen không? Đó. Ok rồi, bây giờ bác sĩ sẽ tiểu phẫu và đưa lượng mỡ ra đây cho mình nhìn ha. Rồi, ok. Cả nhà ơi, chúng ta cùng đoán xem là với cái dáng bụng này thì chị khách hàng của chúng ta sẽ lấy được bao nhiêu mỡ nha chị nha, cả nhà. Rồi, trong tháng 10 này thì có đau hay là khó chịu gì thì nói bác sĩ nghe. Bắt đầu ép mỡ ra. Đó, tại vì khi bây giờ khi mà cái lượng mỡ của chúng ta nó đã được hóa lỏng rồi đó cả nhà, thì cái việc mà chúng ta đưa nó ra nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Đây, cả nhà có thể thấy nè. Đó, bây giờ chị đang cảm thấy như thế nào? Thấy cái lượng mỡ của mình trực tiếp ra như vậy. Ok. À, mình mang theo cái dáng bụng này trong vòng bao lâu rồi chị? 1 năm. À, 1 năm. À, mới 1 năm thôi ha. Có đau gì không em? Đó. Có đau gì thì nói bác sĩ nghe. Đau. À, thấy nó có giống quảng cáo không nè? Ok. À, đây là một khách hàng mà cũng gọi là chắc là một fan cứng của fanpage nha cả nhà. Đây, thì với cái dáng bụng của chị thì đã lấy ra được hơn 2 lít mỡ. Chính xác nó là gần 2 lít 2 nha cả nhà. Đó, đây gần 2 lít 2. Đó, và bây giờ thì cả nhà có thể thấy được rằng là sau khi mà mình lấy mỡ ra vậy, bây giờ mình cảm giác như thế nào nè? Nó có nhẹ nhàng không? Nhẹ người hơn đúng không? Không à. Nghĩ là mình nhiều mỡ vậy luôn. À, không nghĩ mình nhiều mỡ như vậy à. Rồi, ok. Đây, đây. Cả nhà có thể thấy được rằng là do là cái ưu điểm của Lipol cho sao á là 90% là làm bằng máy rồi, thế nên cả nhà thấy là cái mỡ của chúng ta nè cả nhà. Đây, cả nhà có thể thấy cái mỡ của chúng ta nó rất là vàng luôn, nó hoàn toàn không xâm phạm đến những cái mạch máu cũng như là mô cơ của chúng ta nha cả nhà. Đó, và thực sự là đây là một cái phương pháp mà rất là hiệu quả luôn. Như cả nhà có thể thấy được là khách hàng của chúng ta là có thể trực tiếp thấy lượng mỡ được đưa ra nè. Cũng như là em cảm thấy bây giờ sức khỏe của mình nó có bị ảnh hưởng gì không? Bình thường. Bình thường đúng không? Đó, rất là nhẹ nhàng thôi. Và đợi trong thời gian chờ đợi bác sĩ tạm khâu cũng như vệ sinh vết thương lại thì Dung cũng xin thông báo là trong tháng 10 này chúng tôi đang còn khoảng 2 suất chúng tôi đang còn khoảng 2 suất ưu đãi cực kỳ hấp dẫn dành cho Lipol cho sao nha cả nhà. Và chương trình thẻ vàng Răng Hô là đối với lại những quý khách hàng đặt cọc tối thiểu 1 triệu đồng thì sẽ nhận được thẻ vàng, và thẻ này nó sẽ có giá trị là khi quý khách hàng làm bất cứ dịch vụ nào trong bất cứ ngày nào thì đều sẽ được giảm 2,5% nha cả nhà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại là cái dáng bụng của vị khách hàng của chúng ta sau khi đã được lấy mở ra. Đây, bây giờ
Linh Dương sẽ mở cái này ra để cho chị khách hàng của chúng ta có thể trực tiếp sờ thử cái dáng bụng của mình. Đây 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 đây, đây chị cứ nằm đi và là sờ thử. Có cái gương cho chị nhìn cho dễ nhé. Đây đây chị từ từ để lấy cái gương cho chị nhìn cho nó dễ để mình đỡ phải cong lên nè. Đây chị cứ nằm đi nha. Rồi ok, bây giờ mình lấy tay mình sờ thử đi. Chị thấy là bây giờ mỡ nó đã hết không? Bây giờ nó chỉ còn da, nó đã ôm sát cơ rồi đúng không? Ok, nó không bị trùng nhão gì hết đúng không? À, tại vì thực sự là cái ưu điểm của sóng lipo này là sau khi mà chúng ta làm thì nó đã làm cho cái da chúng ta săn gần như là trên 50%. Cả nhà thấy cái chất lượng da nè. Đây, cả nhà có thể thấy cái chất lượng da nè. Đó, sau khi chúng ta làm xong thì cái da của chúng ta nó đã săn lại hơn rồi nha cả nhà. Đó, đó mình nhìn gương mình thấy rõ không? Ok, đây nè. Cho em coi lại cái bụng trước của em nè. Ok, thấy không? So sánh giữa trước và sau nè. Đó, rồi. Trong suốt quá trình làm thì không có đau, không có gì hết đúng không? Đó, thì cả nhà có thể thấy rằng là tuy nhiên á, thì đây sẽ là kết quả được khoảng 70% nhé. Và 30% còn lại thì chị sẽ phải mang cái gen ha, để mà định hình trong khoảng thời gian này. Đó, cả nhà thấy là ưu điểm nè. Thứ nhất là nó không hề có hiện tượng lồi lõm. Thứ hai là cái hiện tượng sưng bầm thì gần như không có. Và thứ ba nữa là chúng ta có thể thấy kết quả ngay lập tức. Đó, rất là nhiều cái ưu điểm vượt trội của lipo cho sao. Thế nên là những anh chị nào đang gặp tình trạng mà bụng nó hơi to như thế này thì còn ngần ngại gì nữa mà không đến ngay bệnh viện Thẩm mỹ Gam Hu, địa chỉ là 576-578 Cộng Hòa, phường 3, quận Tân Bình, để mà các bác sĩ có thể loại bỏ sạch hết mỡ thừa cho chúng ta, cho chúng ta được một cái bóng dáng như mơ. Đây, chị thử sờ thử cái vùng này của mình, chị vuốt lên thử một cái đây. Chị cảm nhận được cái đường cong không? Chỗ này đâu mỡ. Thấy bây giờ nó cong hơn không? Đây nè, vuốt lên một cái thấy bây giờ nó cong ha. Đây, cả nhà thấy nè. Trước đây thì cái bụng của vị khách hàng của chúng ta thì nó dư mỡ, thế nên là hai cái phần này nó nhô ra rất là nhiều đúng không? Yeah. Phần ở dưới này ha. Đó, và bây giờ thì những cái đường cong nó hiện ra rất là rõ rệt, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi, rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.